Thưa quý vị câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề tàu cộng là con ếch muốn to bằng con bò <laughs> tại sao vậy vì theo lời tường trình của tuần nhật báo Wall Street Journal thì cho biết là tàu cộng hiện nay đang cố gắng vượt qua Hoa Kỳ để đóng cái vai trò cường quốc một anh cả của thế giới hiện nay hiện nay tàu cộng bình sau khi đã được đảng cộng sản tàu phong cho lãnh đạo nhiệm kỳ thứ ba thì đã vênh váo đi qua bên nga để mà chơi với putin ra đều coi thường cái luật của tòa án quốc tế là truy nã và bắt putin nhưng mà đấy là cái vai trò làm liều thôi chứ thật ra tập cầm mình không dám phản đối tòa án quốc tế bởi vì quý vị biết rằng là cái phiên họp của Đại hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc. Trong đó có 5 thành viên thường trực. Anh, Mỹ, Pháp, Nga và Tàu. Tàu Cộng không dám lên tiếng phản đối bởi vì đúng cái luật là một trong năm quốc gia mà phủ quyết thì việc quốc tế không thành. Giờ này Toàn quốc tế của Liên Hiệp Quốc ra lệnh bắt Putin tập cầm bình cầm miệng. Đấy chứng tỏ rằng tập của mình vẫn là một đàn em sợ sệt các đàn anh da trắng. Nhưng mà tập của mình cố gắng kiểm soát càng nhiều càng tốt. Bởi vậy cho nên hôm nay có cái chuyện là bà Thái Anh Vân, tổng thống của Đài Loan trên đường công du guatemala và các quốc gia trung mỹ đã ghé los angeles rồi ghé new york để gặp chủ tịch quốc hội hoa kỳ kevin mccarthy rồi gặp các nhà lãnh đạo liên hợp quốc ở new york tàu cộng chỉ la là làng mà không dám phản ứng nói rằng ô oh, hoa kỳ như vậy là không có tôn trọng cái chính sách một nước tàu bởi vì đài loan là một tỉnh của chúng tôi nó vớ vẩn la cái việc la Mỹ nó coi như sột giá. Dù là bỏ tiền mua được căn ngố tòa Bạch Cung, nhưng không bỏ tiền mua được dân chúng Hoa Kỳ. Và cái người mà đi chống tàu không phải là cái bọn căn ngố tòa Bạch Cung, mà là toàn dân Mỹ. Qua vấn đề quốc hội. Do đó quốc hội bây giờ nằm trong tay Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục lên tiếng bắt hành pháp viện trợ cho hoa cho cho Đài Loan nhiều hơn nhanh hơn trước khi nếu có xảy ra biến cố quốc hội của Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa nói rằng là chúng ta không thể để cái bài học của Ukraine nó xảy ra lần thứ hai với Đài Loan tại sao vậy vì bên Ukraine khi mà chiến tranh xảy ra rồi thì Hoa Kỳ mới ban đầu đem đi tiếp tế viện trợ mà lại tiếp tế viện trợ cũng có hạn không dám loại tối tân để nó tấn công nga mà chỉ có để phòng thủ cho nên đấy cũng là cái lỗi của hoa kỳ hoa kỳ là một quốc gia không muốn nhân loại này hòa bình nếu nó muốn cho nhân loại hòa bình nó phải đưa những loại võ khí mà quốc gia yêu cầu tức là những loại phi cơ chiến đấu tối tân những cái loại hỏa tiễn tầm xa và Tòa Bạch Cung của Mỹ chỉ đưa ra những cái võ khí tầm ngắn trong vòng 70 cây số, 80 cây số. Còn những loại hỏa tiễn 3 400 cây số không dám đưa. Vì thế cho nên Nga nó vẫn tung hoành và nó tấn công Ukraine. Đến bây giờ quý vị bảo ôi thế tại sao trong 1 2 tuần vừa rồi có những câu chuyện là nó sẽ phá tan những cái phi đạo phi trường của Mỹ, những loại phi cơ tối tân của Nga ở bên phi trường của Nga. Thế rồi hôm qua lại xảy ra một cái vụ nổ của một cái công ty dầu hỏa to lớn ngay trên đất Nga. Rồi cách đây hơn 10 tiếng đồng hồ, cái trụ sở FSB là cái trụ sở của FBI của Nga, tức là tình báo của Nga nổ tung. Bảo vâng, cái đó không phải là hỏa tiến ạ. À. Vì hỏa tiến của Mỹ nó đưa cho Ukraine chỉ có 60 chục cây số làm sao trong cái, những cái nơi đó xa nước ukraine hàng ngàn cây số đó là do vấn đề drone tức là phi cơ không người lái đó. quý vị công nhận rằng mỹ bây giờ nó văn minh và nó tối tân nó giúp cho hàng ngàn cái loại phi cơ không người lái và ukraine đã có những cái tổ chức kháng chiến nằm ngay trong đất nga và những cái tổ chức này đã phóng những cái phi cơ không người lái đem theo bom và kabikaki tức là các loại phi cơ tự sát nó rơi vào những cái nhà máy những cái trụ sở mà nó cần phá vì thế cho nên nga chết liếng xiếng thêm vào đó nữa tàu cộng bây giờ thách thức cái vị trí lãnh đạo của thế giới theo nhiều bản tin của hãng Wall Street Journal cho biết, Tàu Cộng hiện nay đang cố gắng đóng cái vai trò quan trọng đối với thế giới, cho nên đã có một cuộc đi thăm viếng Putin và đưa ra một cái kế hoạch hòa bình 12 điểm. Nhưng mà tất cả những cái loại hòa bình này của Tàu Cộng là nuôi Putin, trong đó có cái điều khoản gọi là ngưng bắn ngay lập tức. Giống như cái chiến dịch Gia hồi trước của Cộng sản ở Việt Nam Ai đóng quân ở đâu có việc đóng ở đó Cho nên thời đó mới có cái màn gọi là Những cái nhà tôn ở trên phải sơn những cái lá cờ Của quốc gia nếu thuộc về Việt Nam Cộng Hòa Thế thì bây giờ Tập Cộng Bình nó đi lại cái bài học cũ đó Nó bảo về ngưng ngay quân đội đâu ở đó Không có rút nhưng mà ngưng và không bắn Tức là gì? Nó muốn nuôi dưỡng quân đội của Putin nó muốn dành cho Putin thời gian để nó phục hồi quân đội, phục hồi quân số và yểm trợ hậu cần. Trước khi đánh úp nước Ukraine. Bởi vì tập cầm mình giờ nó biết rằng là Nga đang chết. Tháng 4 đến nơi rồi, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ mở một cuộc tổng tấn công chiếm lại Ukraine của Crimea mà Nga chiếm từ năm 2014 chiếu lại vùng đông bắc chống lại vùng khe son chống lại vùng Sao Paris, à, nơi có lò nguyên tử lớn nhất âu châu đó là một cái sự kiện mà làm cho tàu cộng điên rồ biết trước cái tình trạng này zelensky sẽ chiến thắng bằng chứng là cách đây hai ngày tổng thống zelensky đã đích thân đến mặt trận bắc mút là cái nơi đang xảy ra giao tranh dữ dội giữa quân đội ukraine và quân đội wagner Quân đội Nga là tiêu rồi Chỉ còn quân đội Wagner ở đó thôi Mà Wagner vẫn bị Thiệt hại về nhân sự Hàng ngàn người mỗi ngày Bởi vậy Wagner bị ra lệnh Đình chiến Không có chiến đấu nữa Và đó là cái lý do Tàu Cộng sợ Nga sẽ thua Ở bên Ukraine Và điều này dễ hiểu nếu mà không thua tại sao ông tổng thống zelensky dám đơn thương độc mã đi vào trận tiến để mà trao anh dũng bội tinh trao huy chương cho các chiến sĩ của ukraine đang nằm trị thương ở các bệnh viện trong vùng đấy là một cái bằng chứng cụ thể cho thấy rằng vùng bắc mút đã trở thành cái vùng bất trị của ukraine và quân đội wagner phải chút lui rồi thứ hai, Tàu Cộng còn đang mong rằng thuyết phục các quốc gia châu Phi đi theo Tàu Cộng. Và thuyết phục các quốc gia Mỹ, Trung Mỹ, bằng chứng là tuần vừa rồi Tổng thống Obrador của nước Mexico đã nộp đơn để mà gia nhập cái tổ chức BRIC. Tức là cái tổ chức gì? Do Tàu Cộng đứng đây và Nga lập ra với quốc gia Brazil, Ba Tây, Russia là Nga, India, Ấn Độ, China, Tàu Cộng, South Africa là Nam Phi, bây giờ cộng thêm Mexico. Tiếc rằng bây giờ cái tổ chức này nó vất đi rồi. Là vì quý vị biết rằng nó thành lập năm 2010, khi đó Nga đang mạnh, đang giàu, dầu hỏa đang cao, hàng trăm đô la một thùng chậm có lúc lên đến 130 đô la một thùng bây giờ dầu hỏa của nga không ai mua chỉ còn vài nước nghèo trong đó có iran trong đó, trong đó có tàu trong đó có các quốc gia nghèo của á châu cho nên bây giờ yếu không còn mạnh như trước do đó cái vấn đề mà khi mà nó thành lập cái tổ chức BRICS này quý vị biết rằng lần tàu cộng nó nói rằng sẽ dùng đồng nhân dân tệ của nó thay thế cho đồng đô la của Hoa Kỳ. Mà đến giờ này Nga chết ngập, thì còn sức mạnh đâu mà làm. Bởi vậy cho nên cái ông ký giả Harrison, ông nói một câu rằng là Cộng sản Tàu đang nuôi một cái giấc mộng, mộng du, là một cái chuyện không có thật. Tiếng Anh nó có chữ gọi là Daydreamer. Bởi vậy cho nên Tàu Cộng giờ này cố gắng con ếch muốn to bằng con bò, nhưng rất tiếc khả năng không có để rồi đây bụng con sẽ nổ bung là vì cố gắng lớn lên bằng con bò trong khi đó thì là tàu cộng kỳ vừa rồi cũng đang cố gắng mời ả rập và nước iran cộng sản hồi giáo để mà hợp tác và cộng sản tàu cứ nghĩ rằng họ là một quốc gia đàn anh như là nước mỹ đã từng giúp cho do thái với ả rập sai Donald Trump trong bốn năm làm Tổng thống đã giúp cho năm quốc gia thù nghịch cho Thái trở thành bạn qua những cái hiệp ước hòa bình. Bởi vậy cho nên có lắm người bảo không biết là Tập Cầm Bình nó qua gặp Putin nó làm cái gì. Thứ nhất, Tập Cầm Bình chứng tỏ cho thế giới thấy Nga bây giờ đang lệ thuộc tàu. Cái chuyện này dễ hiểu là vì Nga đã từng phải lệ thuộc Iran. Putin đã từng đích thân bay qua Iran để mà xin mua 2.500 cái tàu bay không người lái. Quý vị nhớ chứ. Rồi Putin lại đi thăm các quốc gia cộng sản cũ như là Kazakhstan và Pakistan để mà năn nỉ các quốc gia này yểm trợ. Và Putin bây giờ tiếp bật tập cầm mình và công nhận tập cầm mình bây giờ là đàn anh của Putin. Bằng chứng là Putin đã phải quy đối với tập cầm mình hình ảnh cả thế giới đều thấy cho nên chúng ta thấy rằng là tập với cẩm bình dù sao muôn đời cũng vẫn là một anh chàng da vàng mũi tẹt không có thể nào vượt qua khỏi mũi lõ mắt xanh được kính thưa quý vị là một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút sau đó chúng ta tiếp tục phần 3 xin cảm ơn quý vị